Bây Nhiều, giờ, nãy giờ thì chúng ta cũng đã hát rồi, cũng đã giao lưu được, cũng là được gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đầu tiên nhé. Bây giờ thì game ạ, game ạ. Xin nhờ bên sản xuất hãy lấy giúp Long một cái stick nó và hai cái dĩa. Đây là một trong những game mà chỉ có những thành viên á mà hoạt động chung một nhóm hoặc những người bạn thân thiết với nhau mới chơi được thôi. Gì vậy? Phải cực kỳ thân thiết thì mới chơi được. Nghệ danh của Lân là Ray hay Ready? Đó, tích số. mới đầu thì tính đổi nghệ danh là Ready, Ray thôi, nhưng mà Ready dễ đọc, mọi người đọc quen rồi nên không đổi nữa. Lúc đầu là anh có nghe em bảo là em muốn đổi thành Ray thôi cho mọi người dễ đọc đúng không? Vâng, tại vì Ray nó một màu xám thôi, nhưng mà tại vì Ready thì mới đầu em tưởng cứ nghĩ là khó đọc, nhưng mà từ ra mấy bạn đã quen hết rồi. Đọc quen rồi thì anh thấy Ready vẫn hay hơn, vẫn cool hơn. Vâng. Rồi, cool hơn. Đoán được chơi gì không? Không, các bạn đáng để chơi cái gì không? Chuyên môn viết. Dạ, chính xác đó. Phần thưởng là cho chơi, muốn chơi gì là cho chơi đó. Đấy. Là sao ạ? Anh sẽ xét này ra. Xong rồi, em phải như thế nào? Đó, em truyền bằng miệng nhé. Đây là những game mà chỉ có những cặp bạn thân với nhau. Em tưởng là chưa cho biết rồi nha. Em chưa thân lắm đâu. Bọn em chưa thân lắm đâu. Ôi trời. Bọn em trong nhà không có nói chuyện. Bọn em nhìn này thôi chứ có cái thân thiết gì đâu. Rồi nhé. Bây giờ làm gì thế? Anh sẽ đặt lên cái dĩa này. Ok. Xong bây giờ bọn em phải chắc từng tờ đi, anh để từng tờ đi nha. Dạ, yeah, ok. Anh cứ chuyển cho bọn. Rồi nè, bây giờ từ Ray đi. Ok. Sẽ chuyển qua Nicky. Chuyển qua Ki bằng miệng thôi. Oh my god. Không dùng cái gì cả. Oh, mà chuyển qua đó thì để lên cái dĩa giúp anh. Rồi nha. Oh my. Anh Lạc, trong thời gian chờ thì anh có thể đánh cho một bài nhạc rồi đó, nó vui tươi. Yeah. Nó troll ba thành viên này giúp em. một bài nhạc sexy rồi đấy. Nhạc cơ bò đi anh. Đồ rồi. Bò. Yeah. Thử thách đầu tiên. Chuyên. Nè, là không phải ngậm bình thường mà là em hít vào giữa. Ok. Rồi. Bông bông, mình hít bông bông. Không có được, hít nó không có vào. Ngậm lại, dùng môi cắn cái dột đó. Rồi đó, rồi chuyên. Nào ngửa mắt lên, ngửa mắt lên. Ngửa mắt lên. Chính xác, được rồi đó. Rồi. Tiếp tục. Rồi tiếp tục. Không, phải ngay giữa, phải ở giữa, phải tầm ở giữa. Lại. Lại đi anh ơi. Rồi. Ở giữa đi, từ đấy. Ok, nó dính rồi. Đây. Em muốn ngậm mà đúng không? Đó, được rồi nè. Tôi thấy cái gì đó lạnh cái miệng. Làm hồ luôn. Đi đi nào. Ray đi là thích cắn vậy thôi chứ không thích được đấy. Hay quá. Lại lạnh với miệng. Nicky có vẻ chơi trò này thành thạo. Ghê quá. Anh rồi, là anh cuối. Có lẽ em được xuyên minh 2 lần không? Các bạn hãy chụp ảnh nhé. Các bạn hãy chụp màn hình lại nhé. Ơi! Nhanh đi! Rồi, gần cuối. Đợt cuối. Trời ơi. Rồi nè. Xin chúc mừng Monster. Cảm ơn Guitar Thái Lạc. Rồi, các bạn uống miếng nước này nè. Không hiểu phải chúc mừng, tại sao lại chúc mừng nữa. Chúc mừng vì đã hoàn thành xong thử thách. Xúc miệng nha em ơi. Dù không chạm vào miệng nhau nhưng mà cảm thấy nó cứ sạn sạn ấy. Rồi nhá, lên coi bình luận với các bạn thế nào. Ôi má ơi. Trần Huy nói là Nicky đang muốn khóc. Thật sự là đang muốn khóc nên mọi người nghĩ sao mà ở đây chỉ cần một người thôi, nhưng mà mình tận hai người. Như kiểu là
sẽ đi sống lại ấy. Cái gì sáng nay em khỏi đánh răng rồi. Bạn Hoàng Thủy nó là Nicky với kia trao giấy có kinh nghiệm ghê. Ôi. Tại vì hồi trước là ở trong nhóm này STM chỉ đã chào rồi, chào rồi, chào rồi. Có kinh nghiệm mà. Bọn em đã luyện tập hàng ngày, hàng đêm. Đoàn Nguyễn Hoài Thư nó là nhìn mặt mấy anh hoang mang quá. Em thử chơi đi thì em sẽ biết hoang mang nào.